rạng sáng ngày 20 tháng 6, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tới Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đây là lần thứ 5 ông Putin đến Việt Nam, và Việt Nam cũng là một trong những quốc gia đầu tiên ông Putin tới thăm sau khi nhậm chức Tổng thống nhiệm kỳ 5 vào đầu tháng 5 vừa qua. Trước đó, Tổng thống Putin đã có 4 lần đến thăm Việt Nam. Từ ngày 28 tháng 2 đến ngày 2 tháng 3 năm 2001, nhận lời mời của Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Tổng thống Nga Vladimir Putin thăm chính thức Việt Nam từ ngày 28 tháng 2 đến ngày 2 tháng 3 năm 2001. Đây là chuyến thăm Việt Nam lần đầu tiên của Tổng thống Nga Vladimir Putin, là sự kiện lịch sử có ý nghĩa quan trọng trong quan hệ hai nước. Chuyến thăm mở ra một giai đoạn mới tốt đẹp, đưa quan hệ hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Nga lên mức độ phát triển mới. Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên đã ký tuyên bố chung về quan hệ đối tác chiến lược giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên bang Nga cùng nhiều văn kiện hợp tác song phương khác. Nhận lời mời của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết, Tổng thống Nga Vladimir Putin thăm chính thức Việt Nam từ ngày 19 tới ngày 20 tháng 11 năm 2006. Chuyến thăm Việt Nam là dịp khẳng định quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga ngày càng được tăng cường và phát triển, nói lên sự quan tâm của chính phủ và nhân dân Nga đối với Việt Nam. Trong các cuộc hội đàm, hai bên nhất trí đẩy mạnh sự hợp tác toàn diện Việt-Nga trên cơ sở phát huy thế mạnh và khả năng của mỗi nước. Ngày 12 tháng 11 năm 2013, nhận lời mời của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin cùng đoàn đại biểu cấp cao nhà nước Liên bang Nga đã thăm cấp nhà nước tới Việt Nam vào ngày 12 tháng 11 năm 2013. Đây là chuyến thăm lần thứ 3 và là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của ông Putin tới Việt Nam. Nhân chuyến thăm này, ngoài tuyên bố chung về việc tiếp tục tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga, hai bên còn ký kết hơn 20 hiệp định, văn bản thỏa thuận, biên bản ghi nhớ. Ngày 10 tháng 11 năm 2017, Tổng thống Nga Vladimir Putin đến Đà Nẵng tham dự hội nghị thượng đỉnh APEC 2017 cùng các hoạt động khác trong khuôn khổ tuần lễ cấp cao APEC 2017. Trong khuôn khổ tuần lễ cấp cao APEC 2017, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có cuộc gặp với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin vào chiều ngày 10 tháng 11 năm 2017 tại thành phố Đà Nẵng. Kết thúc cuộc gặp, hai bên nhất trí ra tuyên bố chung về hợp tác trong lĩnh vực đảm bảo an ninh thông tin quốc tế. Ngày 19 đến 20 tháng 6 năm 2024, Tổng thống Nga Vladimir Putin đến Hà Nội bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Theo lịch trình, lễ đón Tổng thống Nga Putin được thực hiện theo nghi thức cao nhất cấp nhà nước tại Phủ Chủ tịch vào trưa 20 tháng 6. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng thống Putin có cuộc hội đàm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Tô Lâm, hội kiến với Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng thống Putin cũng vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, gặp lãnh đạo Hội hữu nghị Việt Nga và các cựu sinh viên từng học tại Nga. Hai bên cũng ký kết nhiều văn bản hợp tác trong nhiều lĩnh vực.